Tha ná quá tô, xá tì má tô, su chít căm mát xá, ní xăm má ca rí nô, san san tát xá, thăm má chi quý nô, áp bá mát tát xá, giá sô, bí quá tha tí. Nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh, hành thận trọng, tự điều sống theo pháp, ai sống không phóng dật, tiếng lành ngài tăng trưởng. Ban dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Tinh cần chánh niệm hỡi ai, giữ gìn tịnh hạnh trong ngoài chăm chuyên, tự điều theo pháp sống thiền, sung mãn thiện hiền tấn tăng. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm nhân đã ôn bài xong, mến mời bằng tay của Sít Tina. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Thường Trọng Minh Hạnh, con kính chào đảnh lễ quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp văn 4. Uttha na vato satti mato suci kammasa ni sammakarino san san nya thassa thamma jivino appamat thassa yaso pi vat thati. Nỗ lực giữ chánh niệm tịnh hành, hành thận trọng, tự điều sống theo pháp, ai sống không phóng dật, tiếng lành ngài tăng trưởng. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Uttha na vato satti mato suci kammasa sa ni sammakarino sannyantassa cha thamma jivino appamattassa yaso pi vatthati. Uttha na vato satti mato suci kammasa sa ni sammakarino sannyantassa cha thamma jivino appamattassa yaso pi vatthati. Tinh cần chánh niệm hỡi ai, giữ gìn tịnh hạnh trong ngoài chăm chiên, tự điều theo pháp sống thiền, nỗ lực sung mãn thiện thiện tăng. Hòa Thượng Giới Đức. Và con kính tri ân sư và con kính tri ân đạo tràng. Con xin mời vị kế tiếp. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, kính chào quý anh chị. Cảm ơn chị rạng đời. Phép được trở bài câu pháp cú số 24. Cảm ơn chị Quang Nguyệt. Uttha na vato satti mato suci kammasa ni sammakarino sannya tassa thamma jivino appamattassa yaso pi vatthati. Uttha na vato satti mato suci kammasa ni sammakarino sannya tassa thamma jivino appamattassa yaso pi vatthati. Uttha na vato satti mato suci kammasa ni sammakarino sannya tassa thamman jivino appamattassa yaso pi vatthati.
nỗ lực giữ chánh niệm, tịnh hạnh hành thận trọng, tự điều sống theo pháp, ai sống không phóng dật, tiếng lành ngày tăng trưởng. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Uthana qua tu ma tu su chi kama sa ni sam ma karino san nya ta sa tham ma chi vi nu abhamata sa ya so vi wa tha ti Uthana qua tu sa ti ma tu su chi kama sa ni sam ma karino Sanyata sa thamma chi vino abhamata sa yaso vi vat pati. Tinh cần chánh niệm hỡi ai, giữ gìn tịnh hạnh trong ngoài chăm chuyên, tự điều theo pháp sống thiền, nỗ lực sung mãn thiện hiền tấn tăng. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ kính Được thấy bàn tay chị Hiệp Rạng Đông, kính mời chị. Sa thú Sis Ái Minh, thấy còn giờ mà tại Đức Minh Mẫn đã online mà chưa có giao lưu nên Rạng Đông xin kể lần hai. Kính mời quý vị chuẩn bị tinh thần kể lại lần thứ hai nha. Uthana qua tổ sa tì ma tổ su chi cầm mát sa ni sầm ma cà ri nô Sanyatasa thamma chi vino appamattasa yaso vivatthati Uthana qua tu sati mato suci kammasa ni samma karino Sanyatasa thamma chi vino appamattasa Tassaya su phi vát tha tí Uthana qua tù sa tì ma tù Su chi cầm mát sa ni sầm ma cà ri nô Sành nha tát sa thầm ma chì vi nô Ấp ba mát tassaya su phi vát tha tí Nỗ lực giữ chánh tịnh hạnh hành thận trọng Tự điều sống theo pháp, ai sống không phóng dật, tiếng lành ngài tăng trưởng. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Uthana qua tù sa tì ma tù, su chi cầm mát sa ni sầm ma cà ri nô, sành nha tát sa thầm ma chì huy nô, hấp ba mát. Tassaya su vi vát tha tí. Tinh cần chánh niệm hỡi ai, giữ gìn tịnh hạnh trong ngoài chăm chuyên, tự điều theo pháp sống thiền, nỗ lực sung mãn, thiện hiền, tấn tăng. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, thấy có chị Nhật Quỳnh trước máy, em kính mời chị nha, em kể lần thứ hai rồi đó. Em kính mời chị. Dạ, sa thú kính cảm ơn Rạng Đông. Nhật Quỳnh mới trở lại máy, thấy Rạng Đông kể là biết hàng ế rồi. Dạ, cảm ơn Rạng Đông, cảm ơn Hoa Nguyệt. Dạ, Nam Mô Bụt Thà. Dạ, một lần nữa con thành kính lãnh chi tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, con xin được ôn bài câu pháp của kinh số 24. Út, dạ cảm ơn Đặng Đồng cho Nhật Quỳnh bài học. Út thà na quát tờ sát tì mát tờ sĩ chí cầm mà sá ni sầm mát cà chi nờ sàn nhát ta sát thầm mà chì vi nờ ập bà mát ta sá quá sờ phi quát thập tí. Út thà na quát tờ sát tì mát tờ sư chí cầm Sư chí cầm ma sa ni sam ma ca di nơ Sành nha ta sa tham ma chi vi nơ Ap ba ma ta sa va sơ vi va tha ti Uthà na va tờ sa ti ma tờ Sư chí cầm ma sa ni sam ma ca di nơ Sành nha ta sa
hạt tham mắt chi vi nợ ác bát mát ta sao quá sợ bị quát thật tị uột thà na tờ sát tị mát tờ sư chi cầm ma sa ni sam ma ca đi nợ san nhát ta sát tham mắt chi vi nợ ác bát mát ta ta sao quá ta sát giá sợ bị quát thật tị ở thà na quát tờ sát tì mắt tờ sát chi cầm ma sa ni sam ma ca đi nờ san nhát ta sát tham ma chi vi nờ áp ba mắt ta sa qua sờ thi quát thát tì nỗ lực giữ chánh niệm tình hạnh hành thận trọng từ điều sống theo pháp ai sống không phóng vật tiến lành ngài tăng trưởng. Và đây là bản hộ thơ của ngài hòa thượng Dễ, ngài hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin được kể. Phật tha na quát tơ sa tỳ ma tơ sư chi cam ma sa sư chi cam ma sa ni a ba ta sa qua sơ. Chết rồi, sai rồi. Dạ, con xin đọc lại. Ồ tha na quát tơ sa tỳ ma tơ sư cam ma sa ni qua sam ma ca di nơ san san nha ta sa tham ma chi nơ a ba ma ta sa qua sơ pi quát tha tỳ. Ồ tha na quát tơ sa tỳ ma tơ sự chi kamasa ni samma karino sanyata sattamma chi vino abhamata sa ya sơ vi quát tha ti uthana vato sati mato su chi kamma sani sam makasino sanyata sa thamma chi no abba mata sa ya sơ vi quát tha ti. Tinh cần chánh niệm hỡi ai giữ gìn tịnh hạnh trong ngoài chăm chiên tự điều theo pháp sống thiền nỗ lực sung mãn thiện hiền tấn tăng. Dạ, đây là bản hộ thơ của hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con thành kính đảnh lễ đại đức Minh Mẫn Vừa Ni Ông Lâm giao đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào sắc người phương Nam với vào đạo tràng. Dạ, bạch sư, con thấy sư online lâu rồi mà con không thấy sư vào đông, và con cũng thấy thích Trần Đạo online mà cũng không thấy vào đông, nên con vừa ôn bài, con vừa nhìn màn hình, bây giờ thì con đã thấy sư vào đông rồi. Chúng con rất là hoan hỷ. Dạ, kính bạch sư, tại vì con lúc nãy con có nhắn tin với sư, lý do là đại đức Tịnh Đạt nói là cái ngày chủ nhật đó bà sư không có sư Minh Đạt giảng giải bài học, nên là sư không có cho qua, mà sư bắt học lại cái câu 24, nên con sợ là sư sẽ tiếp tục thì nó thiếu một bài, nên con có nhắn với sư là hôm nay chúng con ôn bài 24 và sẽ học bài 25. Dạ, con kính ân sư rất là nhiều. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh lúc nãy con nhắn sư rồi, nhắn từ sớm rồi nói sư, con sợ sư sẽ không có coi bài kịp đó. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính cảm ơn sư Rằng Đông, cô ấy Minh, sư Tina, cảm ơn sư Tâm Phương. Ồ, sư mới nhận hả sư? Dạ. Không sao sư, con biết sư nhường nhuyễn rồi, coi thì coi vậy thôi, với sư là nhường nhuyễn pháp cứu rồi, sư còn nhường nhuyễn những kinh khác nữa mà, chuyện này nhỏ đối với sư. Dạ, con tin là như vậy. Dạ, nam mô Bích Tha giá. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh
lắm trăm thanh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được đại đức minh mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Và cảm ơn sẵn đồng, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Nam mô Ta Sa Phagawato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagawato Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Phagawato Arahato Samma Sambuddhasa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lâu mọc đặng nhờ ánh sáng, chỗ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp bầu ánh sáng phi thường, chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lập gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đỡ các hàng đệ, có năm thầy tinh dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng trăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nơi đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí trí vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Dạ. Đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức minh mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn, để chúng con được học ngữ vựng dư sự và ý nghĩa câu pháp cứu kinh số 25. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân mít đến sư ạ. Sa thú lần thai kính tri ân cô Nhật Quỳnh. Quý vị nghe hơi nhỏ. Rồi quý vị đợi chúng tôi chỉnh nó lên. Rồi ok, chắc bây giờ nghe to rồi. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Nếu mà hôm nay chúng ta học câu 25 như vậy thì là rồi tuần sau chúng ta sẽ học câu mấy? Câu 30 hay là 29 thưa cô Nhật Quỳnh? Tức là bây giờ đó pháp cú chúng ta một tuần học 5 câu hay là có 4 câu thôi. Vậy là chủ nhật không có giảng hả? Dạ.
Nếu vậy là bây giờ chúng ta học mỗi tuần 4 câu. Làm chúng tôi coi bài câu 26. Lúc chiều chúng tôi bận công chuyện tí, không có ở trong phòng, thành ra không có nhận được cái tin nhắn của cô Nhật Quỳnh. Lúc nãy mới coi, nghe cô nói cái bắt đầu mở máy lên coi và thấy có tin nhắn. Thành ra cái câu kệ pháp cú số 25 này chúng tôi chưa có thời gian coi lắm, coi nhiều lắm. Nhưng mà lướt qua chắc có lẽ chúng ta cũng học đã đỡ được. Rồi bây giờ chúng ta không 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 nên nói vậy đâu cô Nhật Quỳnh ơi. Hôm 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 hình như hôm qua hôm kia gì đó tôi có vô room lớp Phật Pháp Bố Thí Tham Má đó. Thì nghe thượng tọa giác đẳng giảng về cái bài kinh Uttamange Na Wande Hăng. Quý vị nhớ cái bài kinh này không? Là sám hối Phật bảo, sám hối Pháp bảo và sám hối Tăng bảo. Thành ra đối với Phật bảo, đối với Pháp bảo, đối với Tăng bảo mình không có nên nói, đó là chuyện nhỏ đâu. Dạ rồi, chúng ta học. Quý vị nhớ là chúng ta đang học cái phẩm chuyên cần đó nha. Học phẩm không có sao lãng nè. Phẩm không có coi thường nè, tức là bất khinh. Thành ra đó là mình không không có nên nghĩ cái gì đó, đó là nó rất là dễ dàng đối với mình khi mình vẫn còn là phàm. Mình mà còn là phàm đó thì lời dạy nào của Đức Phật đó cũng quan trọng đối với mình hết, không không có chuyện nhỏ được đâu. Như vậy để tăng tiến thêm cái sự cung kính thận trọng của bản thân mình. Rồi mong tất cả chúng ta đều có cái sự nỗ lực. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này 2 lần, rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn thứ nhất của câu kệ: Uthane nappamadena, Uthane nappamadena. Đoạn thứ hai: Sanyame nadame nacha, Sanyame nadame nacha. Đoạn thứ ba: Dipankayira thamethawi, Dipankayira thamethawi. Đoạn thứ tư: Yang okho na fikirati, Yang okho na fikirati. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của 4 đoạn này, của câu kệ này. Ở trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy chỉ có một từ, nhưng đây là một hợp từ chúng ta tách ra. Uthanena cộng với là appamadena. Đây là 2 từ đó xin thưa quý vị. Nhưng mà người ta viết liền với nhau. Tại vì chúng ta thấy cái cách chia giống nhau nè. Uthanena và appamadena đều có ena ena. Ena là chia theo cách sức thô, cách thứ 3 số ít. Uthana, Uthana có nghĩa đó là tháo quát, năng nổ, nỗ lực.
Thì nó cách thứ ba đó, cách thứ ba còn gọi là sở dụng cách, là chỉ cho phương tiện, do, bởi, với, bằng, theo. À, như vậy thì là nếu mà mình dịch thêm cái giới từ vô đó thì là do sự tháo phát, hay là bằng sự tháo phát, hay là bởi sự tháo phát. Appamadena, Appamada, chia theo cách thứ ba. Appamada đây là từ của phẩm, là chuyên cần hay là bất khinh xuất hay là không sao lãng. Chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Ở trong đoạn thứ nhất và thứ hai này, chúng ta thấy các cái từ đó đều chia theo cách thứ ba số ít hết. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có hai ba từ. Từ đầu tiên sanh nhá mê ná là sanh nhá má, mà chia theo cách thứ ba số ít, thành ra nó có cái hình thức là e ná. Sanh nhá má, sanh nhá má hoặc là sanh nhá mê ná, hai từ này đều giống nhau. Sanh nhá má có nghĩa đó là chế ngự hay là thu thúc. Ở đây cách thứ ba chúng ta hiểu đó là thêm giới từ vô, bằng sự chế ngữ hay là bởi sự chế ngữ. Rồi từ thứ hai đá mê đó là đá má, mà chia theo cách thứ ba. Đá má có nghĩa đó là nhiếp phục, điều phục. Từ cuối cùng chá đây là liên từ, có nghĩa là và. Nếu mà bà con chư Phật tử chúng ta có học Pali đó, thì chúng ta thấy bốn từ này nè chia đồng cách đồng số, thì thành ra sau mỗi một từ đó đều phải có chữ chá. Nhưng mà ở đây do văn kệ, người ta đã tính toán cái số lượng âm đó, thành ra chỉ sử dụng có một chữ chá cho cả bốn từ này. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên đi păng, đi păng là đi pá, ngọn đèn hay là hải đảo. Đi pá chia theo cách, chia theo đối cách thứ hai số ít, ngọn đèn hải đảo. Còn ca di ra tha, ca di ra tha là ca rô tí, mà chia theo khả năng cách ngôi thứ hai, số tha số nhiều. Đây là một cái từ gọi là đặc biệt hay là ngoại lệ của cái động từ ca rô tí. Mấy cái từ này đó là chúng ta khi học Pali phải học và thuộc lòng mà, chứ không không có theo quy tắc. Cái gì ra tha là tạo, làm. Rồi từ tiếp theo Metawi. Metawi là người có trí hay là bậc trí. Đây là danh từ cả ba giống. Rồi tới tới đoạn tiếp theo. Dạ, đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy gồm có ba từ. Đầu tiên văn. Văn đây là một quan hệ đại từ, một quan hệ đại danh từ. Mình dịch là cái này. Để coi cái quan hệ đại danh từ này nó thay thế cho cái gì đây. Nó thay thế cho cái hòn đảo đó, xin thưa quý vị. Thay thế cho
cái chữ đi băng ở trên đó. À, nếu mà lặp lại đi băng nữa thì nghe không hay, thành ra người ta mới một là xài chỉ định đại danh từ để thay thế, hoặc hai là xài quan hệ đại danh từ để thay thế. À, từ tiếp theo ô khô. Ô khô, ô khô dịch theo tiếng Hán đó là bọc luôn. À, mà dịch theo tiếng Việt của mình đó là nước lũ. À, hay là cơn lũ. Rồi từ cuối cùng phi kỳ ra tí. Phi kỳ ra tí có nghĩa đó là tràn ngập, làm tiêu tan. Rồi nó cũng còn có cái nghĩa là tiêu diệt luôn. Tiếng Anh đó là to destroy, đó là hủy diệt luôn. Rồi bây giờ chúng ta mới cùng nhau dịch văn xuôi nè. À, chủ từ của cái câu này đó. Ồ, chết rồi, hồi nãy nói với quý vị là cái gì ra tha là chia theo ngôi thứ hai số nhiều hả? À, chúng tôi nhầm rồi, xin thưa quý vị. À, cái động từ này nó cái cách chia này, cái cách chia này của cái động từ cá rô tí nó rất là đặc biệt. À, thì trong trường hợp này đó, cái gì ra tha này là chia theo ngôi thứ ba số ít. À, đi theo cái từ metawi á, khả năng cách ngôi thứ ba số ít. Rồi bây giờ chúng ta mới cùng nhau dịch văn xuôi nè. Cái chủ từ của câu này là metawi, bậc trí cái gì ra tha nên xây đi băng hòn đảo. Utha nên á, à, bằng sự tháo vát, appama đề na bằng sự không phóng dật, sanya mê na bằng sự thu thúc, đa mê na cha và bằng sự nhiếp phục. Dân không ô khô nước lũ phikirati là không có tràn hay là không có hủy hoại dân hòn đảo này. Ủa hồi nãy mình chưa có chiếc nghĩa từ vận cái chữ afikirati hả? Nafikirati là na cộng với là afikirati, mà afikirati đó có nghĩa đó là tràn ngập, tiêu diệt. Thì nafikirati là không có tràn ngập, không có hủy hoại, không có làm cho tiêu tan cái hòn đảo đó. Rồi như vậy thì qua cái phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi này, chúng ta thấy đó là cái hòn này được xây dựng bởi bốn chất liệu. Rồi đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 25. Và kính tri ân Sư Thái Minh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức, xin được kính mời quý bà quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi swakkhato bhagavata t
Patipno Vakavato Sa Vaka Sangho Sangkhang Namami Namaturatana Tayasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ơn đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại râm Pháp Cú Kinh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa toàn thể quý vị. Hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 25. Câu kệ này nằm trong phẩm Appama Đa Quát Cá, phẩm chuyên niệm hay là phẩm bất khinh xuất, được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự tại quê Lúc Quán Á, đề cập đến tôn giả Chu La Ban Thát Cá. Chu La Ban Thát Cá, tôn giả Chu La Ban Thát Cá có một người anh nữa tên là Maha Ban Thát Cá. Sở dĩ cả hai người này đều có tên là Ban Thát Cá đó là mẹ của hai vị gọi là hai chàng thanh niên, hay xin thú vị. Hai cậu thanh niên này nè là con, là tiểu thư, con của một nhà giàu có. Nhưng mà thương một người làm không có môn đăng hộ đối. Đó thì thành ra đó là phải hai người thương yêu nhau đó, thành ra phải bỏ đi. Cha mẹ của cái cô tiểu thơ này đó không có chấp nhận, cái thành ra đó là hai người phải trốn đi. Thì sống chung với nhau thành ra đó là dẫn đến tất yếu phải có con. Khi con đó thì theo cái tập tục văn hóa của người Ấn Độ thời đó, con gái mà cứ có con cái đó là về nhà mẹ đẻ của mình để mà sắp. Thì cái cô tiểu lần đầu tiên mang thai đó, cô tiểu thơ này xin anh kia về nhà, nhưng mà vì ông bà và vợ đó không có đồng ý, cái thành ra anh cản luôn, cản tới cô này cổ cũng trốn đi được. Và trên đường đi về đó thì về chưa tới nhà mẹ của mình, cô này cổ đẻ dọc đường, đẻ con ở trên đường đó, cái thành ra mới đặt tên là Ban Thát Cá. Rồi đẻ xong cái bắt đầu đó là quay về lại nhà chồng. Ông chồng ra được, ông đem về. Lần thứ hai cũng vậy. Thì có cả hai con đều sanh ở trên đường vậy. Thì thành ra đó là đặt con tên là Ban Thát Cá. Thì để phân biệt người anh và người em, cho nên đó là người anh thì thêm vô chữ Maha, còn người em đó thì là thêm vô chữ Chu La, là đại tiểu. Theo tiếng Việt mình có thể hiểu là lớn nhỏ. Ban Thát Cá là người giữa đường, là như là theo cái câu chuyện đó thì mình dịch ra là người sanh ra giữa đường, anh và người sanh ra giữa đường, em hay là lớn nhỏ. Rồi khi mà cả hai người này lớn lên thì bắt đầu đó là bố mẹ hai người này nè
mới đem hai người này về thăm ông bà ngoại. Thì về thăm ông bà ngoại nhận cháu mà lại không có nhận con, không có nhận rể. Thành ra đó là Maha Banthaka và Chula Banthaka được ông bà ngoại nuôi dưỡng. Và ông bà ngoại này đó thì là người Phật, theo đạo Phật, thường xuyên được gần gũi nè, được cúng dường, được nghe pháp, cho nên đó là người con lớn đó, là Maha Banthaka đó mới xin ông ngoại của mình cho đi tu. Và rồi ông ngoại là người theo đạo Phật mà hộ độ Tam Bảo, có niềm tin, thành ra khi nghe cháu xin đó thì là hoan hỷ cho đi tu. Tu thời gian đó thì tôn giả Maha Banthaka đã thành tựu được cứu cánh đời sống tu hành. Cái mới chợt nhớ đó là mình có còn có người em, hai anh em sống xa cha mẹ, được ông bà nuôi dưỡng. Bây giờ mình có cái thành tựu rồi nè, thấy ra được đó, sống mà xa cha mẹ vậy đó thì đó là một cái quả khổ. Và rồi ha, cứ còn sống ở trong cái cuộc đời này đó thì còn vô vàn những nỗi khổ niềm đau khác. Thì thôi mình về mình tế độ luôn người em của mình. Cho nên đó là về xin luôn cho người em mình đi tu. Và xin thưa quý vị, đích thân người anh cho người em xuất gia luôn. Người anh làm lễ xuất gia truyền cụ túc giới cho em. Sau khi Chula Banthaka được tu lên bậc trên, tức là tu trở thành tỳ kheo đó, thì bây giờ mình gọi là tỳ kheo Chula Banthaka. Thì xin thưa quý vị đó, tỳ kheo Chula Banthaka này do một cái nghiệp ở quá khứ, thì thành ra đó là vị này rất là tối giả, học hành là chậm. Người anh tức là tôn giả Maha Banthaka đó, dạy cho người em của mình một bài kệ có 4 câu thôi. Dạ, có 4 câu thôi. Bát măng chát tha cô cá lũ đằng su gan thằng pa tô si ya phu la ma quy ta gan thằng ăn ghi ra sang pa sa quế ru chá ma năng ta pan ta ma đích chá mi quan ta kỵ lích ta lích khề tị. Ngài Hòa Thượng Pháp Minh, ngài phổ thơ như thế này: như đóa sen hồng là thứ sen thơm ngát, lúc rạng đông nở bừng hương ngào ngạt. Kìa đấng Chí Tôn ngài rực rỡ quang vinh, tợ vần thái dương trên trời sáng bình minh. Nhưng mà thưa quý vị, tỳ kheo Chula Banthaka này đó học có 4 cái câu kệ này thôi nè, mà học trước đó thì lại quên sau. Và đến 4 tháng trời đó mà cũng không có thuộc nữa. Thì người anh tức là tôn giả Maha Banthaka đó thấy em mình tối dạ vậy mới nói: chú tu ở trong giáo pháp này chắc là không có được rồi. Chỉ có một bài kệ có 4 câu vậy thôi mà 4 tháng trời chú học không có thuộc. Thì làm sao đó mà chú làm tròn bổn phận của một người xuất gia được. Chú mở lại đây đó thì càng tạo thêm nhiều tội lỗi, lỗi lầm. Thì thôi chú hoàn tục về đi. Thì xin thưa quý vị, anh mình hướng dẫn tế độ mình đi tu nè, rồi bây giờ anh mình nói vậy đó thì theo quý vị buồn không? Quá buồn đi. Thành ra đó là
thì theo Chu Lóc Bánh Thác Cá đó, trong cái trạng thái buồn buồn vậy đó, cuốn gói rời khỏi chùa, định đi về nhà quan tục. Thì xin thưa quý vị, khi mà vị tỳ kheo Chu Lá Banh Tha Cá đó, đó đi 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 về đó, đi ra khỏi cổng đó, thì cũng may mắn cho cái vị tỳ kheo này là sáng hôm đó Đức Thế Tôn ngài quán sát thế gian xem chúng sinh nào hữu duyên nên tế độ, thì cái vị tỳ kheo này đã lọt vào võng mạc của ngài. Thành ra đó, sáng sớm cái ngài cứ đi lui đi tới đi kinh hành ở trước cổng chùa Cà Diên, cho nên đó là tỳ kheo Chu Lóc Banh Thác Cá này đi ra tới cổng chùa một cái đó là gặp Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn hỏi này tỳ kheo ông đi đâu vậy, cái có sao nói vậy? Vì tỳ kheo Chu Lóc Banh Thác Cá này trả lời bạch ngài, anh của con không muốn con ở trong, không muốn con tu nữa, kêu con đi về nhà đi hoàn tục đi. Cái Đức Thế Tôn ngài mới hỏi vậy cho ông tu theo ai, ông quy Phật quy Pháp quy Tăng hay là ông quy anh của ông, theo quý vị, quý vị trả lời sao? Bà con chư Phật tử chúng ta quy ai? Quy y sư A, sư B, hòa thượng A, hòa thượng B, hay là chúng ta quy Phật, quy Pháp, quy Tăng? Đó, thì cái vị tỳ kheo này trả lời nói con tu theo Phật, tu theo Pháp, tu theo Tăng. Cái Đức Thế Tôn nói nếu vậy thì là Như Lai đâu có đuổi đâu, cứ ở lại đây đi. Và sau khi mà ngài nói vậy xong đó, thì ngài mới đưa cho cái vị tỳ kheo này một cái khăn, cái khăn rất là sạch sẽ. Và ngài dạy cái vị tỳ kheo Chu Lóc Banh Thác Cá này nè, ông đến cái hồ sen đó, cái ông ngồi, ông quay mặt về cái hướng đông, hướng mà mặt trời nó mọc đó, nó rọi cho mặt mình nè, rồi cầm cái khăn tay này, cái vò đi vò lại, vò đi vò lại, vò cho nó nhậu đi đó, rồi cứ niệm ở trong tâm đó là tẩy trừ cẩu quế, tẩy trừ cẩu quế, vậy đó. Thì xin thưa quý vị, bữa sáng hôm đó ông thầy thuốc Chi Quá Cá đó, ông thỉnh Phật và Chư Tăng về nhà ông trai tăng, thì có tất cả đó là 500 vị tỳ kheo, nhưng mà chỉ có đi với Đức Phật chỉ có 499 vị đi với Đức Phật thôi. Còn cái vị tỳ kheo Chu Lóc Banh Thác Cá này đó là đang ngồi ở cái ao sen đó để mà niệm như vậy đó. Đó thì xin thưa quý vị, cái khăn Đức Thế Tôn ngài đưa đó, thì rất là sạch sẽ đẹp đẽ. Nhưng mà theo quý vị này ha, mình mà ngồi quay mặt về cái ánh mặt trời vậy đó, rồi mặt trời càng ngày càng mọc lên cao nè, thì cái ánh nắng, sức nóng nó sẽ chiếu vô cơ thể của mình, thì khi đó là mồ hôi mồ kê nó sẽ ra, và những cái gì đó mà nó đụng chạm với cái cơ thể mồ hôi mồ kê của mình đó, thì thử hỏi bà con chứ nó có bị dơ không hay là nó vẫn cứ sạch vậy? Xin thưa quý vị, nó sạch. Ê, xin lỗi, nó đi dơ chứ. Nó dơ. Do đó đó thấy ra vậy đó, bắt đầu mới nghĩ là cái khăn nhỏ này nè vốn nó rất là tinh khiết, nó không có một cái mảy may bợn nhơ đó, nhưng mà khi nó tiếp xúc với cái thân thể này nè, thì nó ô uế, nó dơ bẩn như thế này. Cái vị này bắt đầu mới khởi lên cái kinh cảm,
liên tưởng đến cái chiều rộng hơn. Cái gì này mê ngộ các pháp vũ vi thực không bền vững. Đó, cái bắt đầu đó là các pháp vũ vi thực không bền vẫn có nghĩa là cái gì? Nó có cái sự thay đổi đấy, xin thưa quý vị. Sạch sẽ này, rồi giờ dơ nữa. Thì nó chuyển sang dơ thì tức có nghĩa là nó mất đi cái tính sạch sẽ. Giờ thì mới bắt đầu là sạch sẽ nè, rồi nó mất đi cái sạch sẽ. Tức là nó có sanh, nó có diệt. Thì cứ có sanh ra mà nó diệt đi đó, thì đó chính là cái biểu hiện, cái lộ liễu của tướng vô thường. Cái vị tỳ kheo này đã nương vô cái tướng vô thường đó để mà suy quán. Thì lúc bấy giờ Đức Thế Tôn Ngài đang ở chỗ Tre Tăng, chỗ nhà ông Chi Quá Cá đó. Cái Ngài mới quan sát, Ngài thấy, Ngài hiểu được rằng cái tâm của vị tỳ kheo Chu Lấp Banh Thát Cá này nha, đã đi vô cái đạo lộ minh sát. Cho nên đó là Ngài mới thị hiện thần thông ở trước mặt của tỳ kheo Chu Lấp Banh Thát Cá này và dạy rằng: Này Chu Lấp Banh Thát Cá, ông đã làm cho cái khăn trong sạch kia phải bị dơ đi rồi. Nhưng mà cái ngoại vật không có đáng kể đâu. Bên trong của ông đó, nó còn bị ô nhiễm bởi những bụi trần, xin lỗi quý vị, bởi những cái bụi dơ, tham lam, sân, si mê. Thì những cái bụi dơ đó, đó mới khiến cho chúng sinh đó khổ đau mãi mãi. Ông phải tẩy trừ nó đi. Nói vậy xong, cái Đức Thế Tôn Ngài mới ngâm lên rất là nhiều bài kệ để mà sắc tấn, ung đúc tinh thần tu tập cho cái vị này. Mấy bài kệ này nó rất là dài, chúng tôi sẽ đọc tiếng Việt cho quý vị nghe. Tham cấu quế, còn bụi không gọi thế. Tham chính là cấu quế, đúng như tên. Này chư tăng, xa uế đó mới nên, trong giáo pháp trú vững bền vô uế. Sân cấu quế, còn bụi không gọi thế. Sân chính là cấu quế, đúng như tên. Này chư tăng, xa uế ấy mới nên, trong giáo pháp trú vững bền vô uế. Si cấu quế, còn bụi không gọi thế. Si chính là cấu quế, đúng như tên. Này chư tăng, xa quế đó mới nên, trong giáo pháp trú vững bền vô quế. Đức Thế Tôn Ngài thuyết giảng ba câu kệ Bali, nhưng mà nó dài quá, thành ra chúng tôi không đọc. Chúng tôi đọc cái việc văn của Ngài Hòa Thượng phát minh cho quý vị nghe. Thì Đức Thế Tôn Ngài thuyết xong ba câu kệ này đó, thì tỳ kheo Chu Lấp Banh Thát Cá chứng đắc đạo quả A La Hán, câu hữu với vô ngại giải, tức là tứ tuệ phân tích. A La Hán tứ tuệ phân tích, thì gì? Vì có nghĩa đó là vị này chứng đắc A La Hán lục không, tứ tuệ phân tích. Thì sau khi mà chứng đắc xong đó, thì dĩ nhiên là vị này có thần thông mà, rồi có tuệ phân tích nữa. Do đó, đó vị này lầu thông luôn cả tam tạng. Do lầu thông luôn cả tam tạng. Còn cái túc duyên đó, tại làm sao mà vị này có khả năng trở thành một vị A-la-hán tứ tuệ phân tích, mà lại có cái trí tuệ chậm lục như vậy đó. Thì vì ở đây thấy thời gian nó cũng gần hết rồi, thành ra thôi mời quý vị tham khảo ở trong chú giải kinh. Thì ở phía bên kia, phía ông Chi Quá Cá đó, ông sắp sửa nè xối nước để mà khai mạc cái buổi lễ Trai Tăng đó, thì Đức Thế Tôn Ngài
lấy cái tay ngài đẩy bát của ngài lại. Đẩy bát của ngài lại có nghĩa đó là ngài không có thọ nhận. Mà không có thọ nhận của ngài đó là có lý do. Thành ra đó là sau khi đẩy bát xong cái ngài mới nói, ngài nói này chiêu có cá, ở chùa còn có một vị tỳ kheo nữa. Đó, cái ông Chi Quá Cá đó mới sai gia đình của mình đó, là đi đến chùa đó để mà thỉnh cái vị tỳ kheo đó. À, thì cái vị thì xin lỗi, các cái gia đình đó, đi đến chùa đó, thì xin thưa quý vị, vị tỳ kheo Chu Lóc Banh Tha Cá bây giờ đó là một cái vị thánh tăng lục thông lắm, nên nó mà ngài mới hóa hiện ra 1.000 vị tỳ kheo đó. Cái người gia đình này thấy Đức Thế Tôn nói còn có vị thôi mà sau giờ tới quá trời vị tỳ kheo luôn rồi, biết thỉnh ai, cho nên nó mới chạy về. Thì chạy về đó, Đức Thế Tôn ngài mới dạy cái người gia đình đó, đó là ngươi hãy đến chùa nói rằng ha, Đức Bổn Sư cho gọi tỳ kheo Chu Lóc Banh Tha Cá. Cái bắt đầu đó là tên gia đình đó đó cũng đến rồi nói như vậy đó. Thì xin thưa quý vị, 1.000 vị tỳ kheo đó, vị nào cũng nói mình là Chu Lóc Banh Tha Cá. Có bắt đầu cái tên gia đình đó ra không biết ai là ai nữa, không biết tỉnh ai giờ. Cho nên đó là lại quay về bạch Đức Thế Tôn, bạch ngài đó, các cái vị đó đó đều nói mình là Chu Lóc Banh Tha Cá hết, con thỉnh gì nào đấy. Bắt đầu Đức Thế Tôn là mê giải tiếp mà nói, nếu vậy đó thì là người hãy đến chùa hễ nghe vị nào mà nói nè, ta là Chu Lóc Banh Tha Cá trước á, thì người hãy nắm tay cái gì rồi thỉnh về đây. Cái người gia đình làm theo vậy. Thì xin thưa quý vị đó, khi mà nắm tay được một vị đó thì là 999 vị kia đó liền mật. Lúc đó đó là tỳ kheo Chu Lóc Banh Tha Cá đi với cái người gia đình đó đến dự buổi lễ đại tăng. Thì sau khi chư tăng thọ thực độ xong, Đức Thế Tôn kêu ông Chi Quá Cá và bảo, này Chi Quá Cá, ông hãy giữ bát của tỳ kheo Chu Lóc Banh Tha Cá, vị ấy sẽ thuyết pháp và tụng kinh Hoan Hỷ Phước Báo cho gia chủ trong buổi lễ hôm nay. Thì xin thưa quý vị đó là đây là một cái vị tỳ kheo A La Hán lục thông tứ tuệ phân tích mà lầu thông tam tạng. Thành ra đó là quý vị nghĩ thế coi, lầu thông tam tạng thì thật thuyết pháp được hay không được? Quá được luôn chứ, quá hay luôn, khiến cho thí chủ rất là hoan hỷ. Ta mới rất là nhiều người ha, chư tăng cũng có, rồi là những cái người đó đó, những người gia chủ đó đó, người ta cũng thắc mắc phàn nàn là tại sao đó A-la-hán lục thông tứ tuệ cũng tích thuyết pháp hay hay vậy nè, thao thao bất tuyệt vậy đây nè, mà học rất là chậm chạp. Thì xin thưa quý vị là có nhân có duyên hết ha, nhưng mà lúc nãy chúng tôi nói đó là xin bỏ qua cái phần này, quý vị tham khảo ở trong chú giải kinh Pháp Cú. Thì sau khi đó mà dẹp tan cái sự hoài của chư tăng rồi xong đó, thì Đức Thế Tôn ngài mới dạy, ngài nói này các tỳ kheo, trong giáo pháp của Như Lai đó, tỳ kheo nào tinh tấn không thối chuyển cũng sẽ làm được siêu thế pháp như cái gì tỳ kheo Chu Lóc Banh Tha Cá này. Sau khi dạy dạy xong, Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lên câu kệ Uthane nappa ma de na sanya me na da me na cha di pang ka yi ra tha me tha wi yang o ko na phi kỳ ra ti. Câu kệ này được ngài Hòa thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: nỗ lực
không phóng dật. Tự điều khéo chế ngự, bậc trí xây hòn đảo, nước lục khó ngập tràn. Nước lục khó ngập. Rồi Ngài Hòa Thượng Giới Đức thì dịch: tấm không phóng dật kiên trì, tự điều chế thường khi mới là. Chí người thiện trí cao xa, xây hòn đảo lớn quê nhà trú thân. Và có cái bản dịch Việt văn xuôi của chúng tôi nữa. Thì qua ba bản dịch này, đây là ba cái phần tham khảo để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali mà Đức Phật Ngài dạy. À, lúc nãy chiếc nghĩa từ vận chúng tôi có nói với quý vị, có nói sơ đó. Và cũng qua cái phần Việt dịch văn xuôi đó. Đi bằng cái gì ra tha mê tha quy, bậc trí nên xây hòn đảo bằng bốn chất liệu, đó là Uttha Nena là bằng sự tháo vát, Appamadena bằng sự chuyên cần hay là sự không sao lãng, hay là sự tinh cần tinh tấn, Sanyamena là bằng sự thu thúc, và Dhammena là bằng sự nhiếp phục. Thì lúc đó Yang Okho Nafikirati, nước lũ hay là nước lục đó, nó không có ngập tràn, nó không có tiêu hoại được cái hòn đảo đâu. Như vậy có nghĩa đó là nếu mình là bậc trí Metawi đó, thì mình bản thân của mỗi mỗi người đó là bậc trí hay sư tu gì, thì ai cũng vậy, phải tự tự bản thân của mình xây cho mình một cái hòn đảo bằng bốn chất liệu. Tức có nghĩa đó là mỗi mỗi người chúng ta đó ráng tinh tấn nỗ lực siêng năng tu bốn cái pháp này. Một khi mà thành tựu được bốn pháp này thì lúc đó ô khô là bốn cái dòng nước lũ đó nó không có phá hoại mình. Thì phá hoại là sao? Nó làm cho mình bây giờ nè ha, là con người nè, đời sau kiếp khác đó không còn là con người nữa. Như là gì, sanh ra làm con người nhưng mà là không có bằng bây giờ. Ví dụ như bây giờ đó là mình sanh ra có cha có mẹ nè, sinh ra có sức khỏe nè, không có giàu có lắm nhưng mà cũng đủ ăn đủ xài. Nhưng mà đời sau kiếp khác đó, mình sinh ra đó không có cha có mẹ nè, hoặc là sinh ra trong cảnh nghèo nàn túng thiếu nè, thì đó là bị phá hoại đó. Hoặc là đời sau kiếp, bây giờ mình là con người, đời sau kiếp khác đó mình sinh ra làm thú nè, như là trâu bò heo dê ngựa gà vịt. Hoặc là sanh làm quý khổ nè, quý này quý kia nè, hoặc là quý đói nè, hoặc là bị đọa xuống dưới địa ngục đó để bị tra tấn giam cầm nè, hoặc là sanh làm Atula đọa, sống nương tựa vào miếu đền nhà hoang là cây cối không có trú xứ riêng đó. Thì khi đó đó là xem như đó là gì, bị tàn phá, bị phá hoại. Thì cái gì tàn phá, cái gì phá hoại khiến cho chúng sinh đó bị sa súc thoái hóa như vậy? Xin thưa quý vị, đó chính là ô khô nước lũ á. Thì ô khô này đã có bao nhiêu? Xin thưa quý vị, có bốn. Giống như đó là bốn lậu hoặc vậy đó. Đó là dục bọc lưu nè, tà kiến bọc lưu nè, hữu bọc lưu nè, vô minh bọc lưu. Vậy thì dục là gì ạ? Dục là tham dục.
hữu là mong mỏi, mong muốn đời sau kiếp khác mình trở thành ông này bà kia, mong mỏi mong muốn đời sau kiếp khác mình sanh đi chỗ này chỗ kia để cho nó sung sướng hết. Rồi tà kiến là cái gì? Là không có hiểu biết gì về nhân quả nghiệp báo, không có hiểu biết gì về tam tướng vô thường khổ não vô ngã chi chi cả. Rồi không có hiểu biết được phương pháp cách thức làm sao đó để từ bỏ tham lam sân hận si mê. Tà kiến là vậy. Còn nếu mà quý vị hiểu tà kiến là gì, là hiểu sai về cái thân ngũ quẩn này đó cũng được. Hoặc là quý vị hiểu tà kiến đó, có hai là thường kiến và đoạn kiến đó, cũng được. Dục bộc lưu, hữu bộc lưu, tà kiến bộc lưu, rồi vô minh bộc lưu. Vô minh bộc lưu là gì? Vô minh là mê mờ, không có hiểu biết. Thì mê mờ không có hiểu biết ở đây là gì? Là không có biết rằng nè ha, cứ khi nào mà mình còn mắt nè, còn tai, còn mũi, còn lưỡi, còn thân này nè, thì xin thưa quý vị đó ha, là mình phải còn tiếp xúc với những, với năm cái cảnh đó trái ý nghịch lòng. Còn con mắt đó thì tất yếu là gì? Mình phải còn bị nhìn cảnh sắc xấu. Còn lỗ tai đó thì mình tất yếu phải còn bị nghe người ta chê, người ta chửi. Còn lỗ mũi thì tất yếu mình phải bị ngửi những cái mùi thối dơ dại. Còn cái lưỡi thì mình tất yếu phải còn nếm những vị cay đắng mặn. Còn cái thân thì tất yếu mình còn phải bị nắng nóng, nóng nè, lạnh nè, đau nhức. Thì không có hiểu biết vậy đó được gọi là vô minh. Rồi không có hiểu biết đó là tại sao mình cứ còn mắt tai mũi lưỡi thân ý vậy đó, thân vậy đó. Nói rộng ra là ý đó. Là vì do đó mình còn thích nhìn, còn thích nghe, còn thích ngửi, còn thích nếm, còn thích đụng, còn thích suy nghĩ. Thì tất yếu dẫn đến đó là mình còn. Còn lục thức này. Và cứ còn lục thức đó thì là nó sẽ có hai mặt vậy. Vừa lòng và không vừa lòng. Khi nào đó mà mình không còn thức này nè, thì lúc đó không còn lục thức này đó, thì lúc đó là mình còn nghịch ý mà cũng không có còn vừa lòng nữa. Đó chính là sự tịch tịnh vắng lặng. Và làm sao để đạt được đến cái sự tịch tịnh vắng lặng đó, là mình phải hiểu rõ về tính nhân quả nghiệp báo tam tướng. Từ chỗ đó đó mà mình cam tâm tình nguyện gì, tu cái miệng của mình lại, tu cái thân của mình lại, tu cái tâm của mình lại. Đó là tu tập ba giới đó, ba giới phần đó. Tức là thực hành theo con đường bát chánh hay là con đường thánh đạo đó. Vậy là nói theo pháp ha, vô minh bộc lưu đó, tức là không có hiểu biết về khổ đế, không có hiểu biết về tập đế, không có hiểu biết về diệt đế, không có hiểu về đạo đế. Đó là vì do còn có bốn cái dòng bộc lưu này nè. Cho nên là cái gì? Những cái hòn đảo mà mình xây đó, xin thú gì? Xây tức là cái bản thân của mình đây nè, là bị bốn cái dòng bộc lưu này nè, nó làm tiêu tan, nó phá hoại. Thì phá hoại hồi nãy chúng tôi mới giải thích cho quý vị đó, tiêu tan phá hoại đó là có khi đó thì mình được thượng vàng, nhưng mà có khi đó thì mình sẽ bị hạ cam. Nếu trong cái đời sống này đó mà mình có học Phật pháp nè, có bố thí nè, có trì giới nè, có văn kinh tính pháp, có chút chút đó, thì khi mà thân ngoại mạng chung hên hên những cái chút chút này nè, nó khởi lên nó trong tâm của mình đó, thì đời sau kiếp khác có thể mình sanh ra được làm người hoặc là làm trời. Nhưng mà rồi đó mình đâu có cái trí nhớ siêu phàm để mà nhớ rằng đời xưa kiếp trước mình có học và chút chút pháp pháp để rồi bồi bổ thêm, mà mình sẽ quên chứ thú gì. Cái niệm của phàm phu mau quên đó. Dạ mau quên lắm xin thú vị. Bây giờ chúng ta đang học cái câu kệ này đây nè, mà có khi đó
Lát nữa mình rời khỏi ghế thôi là mình đã quên mất rồi. Chứ đừng có nói chi tới ngày mai, tuần tới, tháng tới, năm tới. Học rồi quên. Lý do đó là vì phàm phu niệm yếu lắm, không mạnh nếu mà mình nhớ đâu. Đó thì thành ra là gì? Từ cái chỗ mình có thể được làm người, có thể được làm trời đó rồi nè ha, quên cái là bắt đầu đó là mình đi xuống. Đi xuống có khi đó là xuống tới cái chỗ là gì? Địa ngục sâu thăm thẳm ở dưới. Hoặc là gì? Bàn sanh, sanh đến cái chỗ mà bàn sanh loại cực nhỏ luôn. Đó là bị tiêu hoại là vậy đó quý vị, bị phá tan, bị phá hoại là như vậy đó. Sở dĩ bị phá tan phá hoại vậy đó là vì do mình không có xây được một cái hòn đảo kiên chắc chắn bằng bốn chất liệu. Đó là sự nỗ lực tháo vát, sự không có coi thường, không có coi thường việc ác nhỏ mà làm, không có coi thường việc thiện nhỏ mà bỏ qua. Đó là hai chất liệu. Chất liệu thứ ba đó là thu thúc. Mình có mắt nè, có tai, có mũi, có lưỡi, có thân nè, có ý. Thì mình phải biết gìn giữ, xin thưa quý vị. Chứ không có phải mình nghĩ rằng hai con mắt này là của mình, lỗ tai này là của mình, lỗ mũi, lưỡi, thân, ý này là của mình rồi. Cái mình muốn nhìn, muốn nghe, muốn nói, muốn làm gì đó làm. Xin thưa quý vị. Mình phải gìn giữ, mình phải thu thúc lại để chi? Để khi mình nhìn, nghe, ngửi, nếm, đụng đó đó, mà không khiến cho bốn cái dòng bọc lưu này nè nó tăng trưởng, thành thử ra đó là mình phải thu thúc để giảm dần đi bốn cái dòng bọc lưu này. Bốn dòng bọc lưu này mà mình lấy chiếc đó ha, là tham, tà kiến và si. Thì nói cho nó rộng ra đó là không có để cho phiền não đó nó đồn trú, nó phát triển, nó tăng trưởng ở trong cái cơ thể của mình. Nhiếp phục là vậy, thu thúc là vậy, nhiếp phục cũng vậy, xin thưa quý vị. Chữ nhiếp phục với chữ thu thúc này đó mình hiểu nó hơi gần gần nhau, dĩ nhiên là nó khác chứ không phải là gần đâu ha. Nhưng mà khi nào mà mình tu cho nó mạnh lên á, tu cho nó dữ lên, tu cho nó nhiều lên á, thì lúc đó mình sẽ thấy được cái sự khác nhau. Vậy thì nói tóm lại là gì? Cái văn xuôi của chúng tôi thôi đó, xin thưa quý vị, thì mình đọc vô đó là mình cũng đã thấy được. Mình cũng đã thấy được rồi. Đó là cứ hễ khi nào đó mà mình để cho bốn cái dòng bọc lưu này nè, nó phát triển đó, nó tăng trưởng đó. Thì cái nguy cơ mà mình đọa đó, rồi đọa sâu đó, xin thưa quý vị, là đau. Thì thành thử ra đó là để nè, ngăn chặn là làm cho bốn cái dòng bọc lưu này đó nó không có phát triển, không có tăng trưởng được, thì mình phải tu tập bốn cái pháp này. Đó là có cái sự nỗ lực hay là tháo vát, có sự chuyên cần. Chuyên cần ở đây mình hiểu là tinh tấn niệm. Rồi có sự thu thúc, thì thu thúc ở đây đó cũng có niệm tinh tấn. Rồi nhiếp phục cũng như vậy. Ai mà khôn ngoan sợ hãi đối với khổ tử sinh luân hồi đó, thì mình ráng cố gắng phát triển bốn cái pháp tính này. Khi bốn pháp tính này được phát triển thì lúc đó tham lam, tà kiến, si mê sẽ bị giảm dần đi, đến một lúc nào đó không còn. Và vị tỳ kheo Chu Lâm Banh Thát Ca đã phát triển bốn cái pháp tính này nè, đạt đến đỉnh điểm. Thành thử ra đó, vị đó thành tựu được cứu cánh đời sống phàm hạnh. Và lúc đó bốn dòng bọc lưu này không còn nữa. Thì bốn dòng bọc lưu mà không còn nữa thì đồng nghĩa với việc đó là gì? Mình không còn khổ nữa. Sau khi vị này thân ngoại mạng chung thì vị này chấm dứt hoàn toàn khổ. Khổ phiền não rồi khổ ngũ uẩn. Chúng tôi xin được chấm dứt cái thời giảng với đề tài là câu kệ pháp cú số 25 tại đây. Phước báo phát sinh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa ở trong Phật pháp.
Phước báo khác xin được chia đều đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài đồng ân triêm lợi lạc. Nam mô Bụt-tha-ya. Dạ, con cũng thỉnh đại đức minh mẫn khoan trời rung mà. Dạ, sa thú đành thai chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức minh từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, bây giờ thì con cung thỉnh đại đức minh mẫn từ bi phục trước cái đạo tràng, lý do là thượng tọa Minh Hạnh đã rời rung đã bạch sư, con kính nhân minh sư ạ. Phawatu sapa mangalang rakantu sapa diwata sapa buddha nupa wena sapa thamma nupa wena sapa sangka nupa wena sada sote pawantu te. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai Akasatha Chakumatha Devanaga Mehitika Bụn Nhân Nơ Anu Mơ Đan Tị Chị Răng Rạc Thanh Thu Sa Sa Năng Akasatha Chakumatha Devanaga Mehitika Bụn Nhân Nơ Anu Mơ Đan Tị Chị Răng Rạc Thanh Thu Nơ Gá Ru Akasatha Chakumatha Devanaga Mehitika Bụn Nhân Nơ Anu Mơ Đan Tị Chị Răng Rạc Thanh Thu Nha Tá Dơ Akasatha Chakumatha Devanaga Mahitika Bụn Nhân Nơ Anu Mô Đan Thị Chị Răng Rạc Khanh Tụ Ba Nị Nơ Akasatha Chakumatha Devanaga Mahitika Bụn Nhân Nơ Anu Mô Đan Thị Chị Răng Rạc Khanh Tụ Nơ Sát Đa. Chư thiên trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thâm mọi điều, Long Vương thần lực có nhiều, A Đồng sinh hoan hỷ phước triều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, viên thuộc tránh khỏi nặng tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn, ngọ hầu vô sanh. Nam mô Bích Tha Giá, chúng con thành kính tri ân đại đức minh mẫn thượng tọa Minh Hạnh cụ chư tôn đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con, đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học bài kinh ngày hôm nay, câu pháp cú kinh số 25. Chúng con thành kính dâng quả phước chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trải duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô, tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng kính pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc đại đức minh mẫn thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành Rơm Pháp Cú Kinh cung thỉnh chư tôn đức, quý bà, quý cô, tu nữ, quý anh chị em đạo hữu ngày mai quan lâm vào Rơm theo giờ thường lệ là 17:30 giờ Việt Nam. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài và nhật bình kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con chúng con xin phép được khép cửa trong trong vài giây tới.